Hôn nhân là kết quả của quá trình tìm hiểu nhau và thường có sự đồng điệu giữa hai người. Đối với anh Sang Gong, người chịu khiếm khuyết cơ thể thì việc có một người bạn đời ở bên thấu hiểu càng quan trọng hơn nữa. Anh kết hôn với người có cùng hoàn cảnh, nhưng cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ. Sau một thời gian gắn bó, cuối cùng người vợ bỏ đi đem theo khối tài sản của cả hai đã dành dụm. Ngay từ khi còn nhỏ, anh Giang Gong ở Trung Quốc đã mắc bệnh khiến cơ thể phát triển không như người bình thường, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Anh sinh ra trong gia đình nông thôn, điều kiện không mấy ổn định, lại thêm vóc dáng chỉ cao 1m15, nên Giang Gong luôn cảm thấy tự ti. Anh liên tục dang dở sự nghiệp học hành. Khi đã lớn, người đàn ông tới một trung tâm biểu diễn nghệ thuật và hoạt động ở đây cùng những người có hoàn cảnh như mình. Tại đây, anh được gặp một người phụ nữ tên là Jin Zhu Van. Sau đó, cả hai đã tiến tới hôn nhân. Gia đình anh dành dụm được 50.000 nhân dân tệ, khoảng 170 triệu đồng để làm đám cưới và hy vọng sẽ có một cuộc sống đầm ấm, bình yên sau này. Vợ anh sinh được một cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh. Tuy vậy, sau một thời gian, cuộc sống gia đình không còn ấm êm như trước. Cuối cùng, sau 11 năm, cô đã bỏ đi mang theo tài sản của cả hai đã kiếm được trong suốt thời gian lao động vất vả. Điều này khiến anh Giang Gong đã khó khăn, nay còn khó khăn hơn. Thời gian sau đó, bố của Giang Gong bị giảm sức lực bởi tai nạn giao thông, mẹ cũng yếu dần đi nên anh là người gánh vác hết công việc của gia đình. Sau đó, anh nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bớt đi phần nào gánh nặng trong cuộc sống. Hiện tại, cuộc sống của anh cũng đã ổn định hơn, nhưng mối tình này thì vẫn để lại sự tiếc nuối.